Tôi tên là Nguyễn Đăng Đông, biệt danh Đông Speed. Hôm nay là ngày ra mắt dự án Skyway lần đầu tại Việt Nam, tại khách sạn Sheraton, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái dự án tôi rất là tâm đắc, bởi vì dự án này do một người chủ là ông Anatoly Yunitsky. Ông là một nhà khoa học gia. Ông là một người đến tại thời điểm này ông đã đóng góp 140 phát minh cho nhân loại. Ông là trưởng của hai dự án lớn của Liên Hợp Quốc, đồng thời ông cũng là tác giả của 18 chương khảo và 200 bài báo khoa học. Ông thành lập công ty Skyway vào năm 1977, và đến bây giờ công ty của ông đã được các nhà làm phim dựng thành những thước phim khoa học. Công ty của ông là một trong 10 công ty vận chuyển sẽ làm thay đổi thế giới trong tương lai. Đó là lý do mà tôi đưa dự án này về Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi đến lời chân thành và sâu sắc nhất tới quý vị đã quan tâm đến tham dự sự kiện ra mắt dự án Skyway Web Group lần đầu tiên tại Việt Nam ngày hôm nay 30 tháng 6 năm 2018 tại khách sạn Sheraton thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức tin rằng sự kiện sẽ mang đến cho quý vị một góc nhìn mới về công nghệ vận tải hiện đại, xu hướng mới trong lĩnh vực công nghệ nói chung và ngành vận tải nói riêng. Tìm kiếm giải pháp nhằm phát triển hệ thống giao thông, tăng cường năng lực vận tải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường là nội dung chính được đưa ra tại hội thảo về công nghệ vận tải cao tốc trên không Skyway vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do tập đoàn Skyway của Belarus tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia giao thông trong nước và quốc tế. Các chuyên gia cho biết là công nghệ Skyway đã được nhiều nước ứng dụng, có những ưu việt như là rút ngắn thời gian vận tải, không gây ô nhiễm môi trường, giải quyết vấn đề tai nạn ùn tắc giao thông, đồng thời có thể xây dựng ở những nơi có địa hình phức tạp như đồi núi, sông biển mà không phải quét sâu vào lòng đất. Chi phí đầu tư công nghệ này thấp hơn từ 5 đến 20 lần so với các loại công nghệ vận tải khác. Các đại biểu cũng cho rằng Skyway có thể ứng dụng tại Việt Nam, nhất là tuyến giao thông Bắc Nam, tuyến du lịch thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang và các tuyến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất nhằm giải quyết nạn ùn tắc kinh niên tại đây. Skyway, công nghệ vận tải trên không hàng đầu thế giới, vừa được giới thiệu tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện lớn về ngành công nghệ vận tải trong tương lai, góp phần giải quyết vấn đề giao thông tại nhiều quốc gia trên thế giới. Khi sự bùng nổ dân số ngày càng gia tăng, dẫn đến việc kẹt xe, ô nhiễm môi trường từ khí thải động cơ ô tô, xe máy. Công nghệ Skyway là một cái công nghệ mà nó làm được trên mọi địa hình, ứng dụng vào cái địa hình của Việt Nam là rất là tốt. Nó làm trên được đồng bằng, đồi núi, sông ngòi và thậm chí thành thị và nông thôn. Cái ưu điểm thứ hai của dự án Skyway nó là cái giá cả. Là công nghệ giao thông độc quyền, chi phí rẻ, tốc độ cao mà thế giới đang hướng tới. Skyway có tốc độ vận hành tối đa là từ 100 đến 150 km cho một giờ ở nội thành và 500 km/h ở ngoại thành và liên tỉnh. Đây được đánh giá là mô hình giao thông công nghệ hiện đại thế hệ mới của tương lai, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.